Nè chó, nè chó, tao là hổ mà, mày không nhận ra tao à? Ơ, hổ à? Cứ tưởng là mèo cơ. May quá, hôm nay nó chưa đói bụng. Ui, chắc là con chó bị cận hay sao ấy mọi người à? Cứ tưởng hổ là con mèo à. Ôi, ôi. Nè em ơi, em bị rơi dép nè. Hả? Ôi trời ơi, ngại quá đi à? Có gì đâu mà ngại nhờ. Ôi, anh ra rất dứt khoát và không một động tác thừa luôn mọi người ạ. Ôi 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 ôi, cái gì đây, cái gì đây? Mở ra xem nào. Nghe giòn thực sự luôn ạ. Mọi người nhìn này. Umbala chi bùa. Ấy, tờ tiền nó đã biến mất rồi nè. Nó nằm ở đâu ư? Ở đây nè. Lợi hại chưa, lợi hại chưa? Nhưng mà nó chưa hết đâu. Bởi vì tưởng là làm trò con nít, hóa ra lại là ảo thật đấy. Ok, sẵn sàng chưa nhỉ? Đã sẵn sàng. Đến 1, 2, 3 bắt đầu này. 1, 2, 2,5. Ui, cái thằng đếm ác thiệt chứ. Đếm 3 thì không đếm, làm anh trai lỡ nhịp ngã cả ra luôn à. Ý nghĩa của một kiểu tóc bị ngạn đỏ, hồi ức đau thương. Bị ngạn vàng, vĩnh viễn không gặp lại. Bị ngạn xanh, hy vọng tương lai sẽ gặp lại. Bị ngạn hồng, một tình yêu ngọt ngào. Bị ngạn đen, sự đau khổ. Ui ui anh ơi, đầu em quá bị ngạn rồi, tha cho em đi. Ui, anh trai làm kiểu đầu này chắc là chống đạn luôn đi mọi người à. Mày đưa tay vào thử xem. Ấy, làm thao mà mở được. Nhìn đây này. Ok, chắc chưa, chắc chưa. Wow. Ui, em trai có chiếc hộp, có vẻ là hiện đại đấy. Nhưng mà tên trộm, nó lấy luôn cả hộp, chứ không cần mở khóa đâu. Không thể nào cán bước được. Ơ, sao lại có chiếc que ở đây nhở? Thử đi qua xem nào. Ui, được nè. Ừ, cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Ui. Ôi, đường rộng thanh thang thì không đi. Anh trai cứ thích đi lên que à? Ừ, làm mình giật hết cả mình luôn à. Ôi, mẹ về, mẹ về. Mẹ về kìa chúng mày ơi. Ôi ôi ôi, con chào mẹ, con chào mẹ. Tụi mày đang làm cái gì thế? Tao hết sữa rồi. Ô kìa, ô kìa. Tao hết sữa rồi. Cho tụi con bú đi mà. Cho tụi con bú đi mà. Ôi, không kế hoạch hóa gia đình là như thế này đấy mọi người ạ. À. Dễ thương thực sự luôn ạ. À. Đầu tiên, lót ở dưới như thế này. Sau đó, ăn. Cho đến khi nào hết chiếc bánh thì sẽ có một điều bất ngờ. Đó là chúng ta lại có một chiếc bánh để ăn tiếp nè mọi người. Lại tiếp tục ăn. Ui, ăn một chiếc bánh burrito được một chiếc bánh taco hả mọi người? Ừ, kiến thức bổ ích đấy. Mọi người hãy cùng xem siêu phẩm của mình nè. Quái, đẳng cấp chưa? Ui, Spider-Man nhiễm phóng xạ hả mọi người? Ừ, cũng phải gọi là giống đấy. Chỉ khác mỗi cái mặt thôi mọi người ạ. À. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn ăn bim bim theo phong cách quý sư tàu, giống như là đẳng cấp của Thái Công vậy đó mọi người. Phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Điểm sang trọng ở phong cách ăn này, nó nằm ở cách mà chúng ta gấp giấy. Gấp làm sao để nó có thể trở thành một chiếc kẹp phong cách sang trọng nhất có thể, gắn vào tay để ăn không còn bị bẩn. Ấy, mọi người đã thấy đủ sang trọng chưa, sang trọng chưa? Ui, ăn như thế này thì cũng có vẻ là sang chảnh đấy. Nhưng mà làm sao có thể hiểu được cảm giác mút tay là nó như thế nào? Ừ, ngay từ đầu sao không làm vậy đi? Lại còn thích màu mè nữa chứ. Sao nó không
không được nhỉ. Hi. 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 Cái thế nhờ. Đưa đây cho tao. Có cái chuyện này mà cũng làm không xong. Hi. Ôi, tưởng là giúp được người ta lấy được bóng, nhưng mà hóa ra lại mất luôn cả dép luôn mọi người ạ. Lại còn lẳng lặng ra về như chưa có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Mày đây rồi. Bây giờ mày tính sao? Thôi chỉ để cho em ít hôm nữa qua em trả. Không được, như vậy là không được. Đứng lại đó. Dạ em vẫn đứng đây ạ. Ui, chị giàu qua nhà anh Tuất đòi nợ à? Ảo thật đấy. Okay. Con chó đang đi tự nhiên lại bị hỏng phanh mọi người ạ. Chắc là đau lắm đấy. Mày hả bưởi? Ok. Đang loát à? Hay là hết mana nhờ? Sao lại dừng lại? Mày đã thấy được khai sáng chưa? Chắc là rồi. Đầu tao giờ toàn những vì sao không à? Ok. Ok chơi này. Con ếch này láo nhỏ, dám đánh con tao này. À, này. Ôi, này thì nhờn này. Chắc là phun tốc độ đánh luôn đấy mọi người ạ. Chà, 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 chà. Hả? Okay. Ôi, trùng cuối không bao giờ làm chúng ta thất vọng luôn mọi người ạ. Ảo thật đấy. Nè, ăn đi đại thánh. Ok, ok, ta biết rồi. Ăn đi nè. Ngon. Ăn của cháu đi đại thánh. Ngon. Ăn của cháu đi. Của cháu mới là ngon hơn. Ui, giờ mới hiểu tại sao Tôn Ngộ Không ở dưới núi không bị chết đói rồi mọi người ạ. Tại vì mấy khứa này cho ăn đây mà. Mệt quá. Ôi, tội nghiệp anh trai thiệt chứ. Phận làm trai 12 bến nước mọi người ạ. Về anh trai lại thấy chị gái up story nay đạp vịt mệt quá. Chủ quán, cho một cái bánh. Ok anh trai ơi. Bánh nè. Ok. Phục vụ đến tận mồm mọi người ạ. Ôi, quán chất thực sự ạ. Khách hàng mà không bắt kịp thì nhịn. Ui da. Hả? Tao biết thằng đấy. Ui da, má mày. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à? Hay là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đây? Ui, trò này có vẻ thú vị đấy. Ok. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em. Toàn rồi mọi người ạ. Quả này là đi cả hàm răng chứ chẳng đùa. Lên. Ôi. Xuống. Tuy là Ấn Độ nhưng mà lại rất là giỏi vật lý mọi người ạ. Biết sử dụng cả đòn bẩy cơ à. Lên nào, lên nào. Cái thứ hai này cũng hay này. Sử dụng cả lực của tường luôn. Tuy là đơn giản nhưng mà lại rất hữu ích. Hả? Cái thứ ba này thì hữu ích kiểu gì nhỉ? Cột cột kìa anh trai. Cái gì đây? Ok. Ui, nhìn quả tóc đúng hách 20 năm tuổi thọ luôn mọi người ạ. Anh ơi đi lên đi, sắp lên đến nơi rồi. Ok em trai. Ui, cao thế nhờ. Xem mà mình tốt hết cả mối tay mối chân luôn ý mọi người ạ. Phải khâm phục cái anh trai nào trèo lên buồng dây đầu tiên luôn ý. Người ta cột hồi nhỏ rồi từ từ lớn lên anh ạ.